Ăn thử nào. Cái đợt hạnh cháu vào mất rồi. Cái máy này này mình mua mà nó cháu hộ ủng hộ mình, nó toàn cho mình bị đâu bạn ạ. Bây giờ đi đâu rồi? Con làm gì đây? Nhà các bạn. Mấy ngày nghỉ con ra đây làm gì? Mình buồn. Buồn đang buồn. Không có ai chơi với con cả. Không có ai chơi à? Nên ba sẽ gọi con một đồ trò chơi cho con chơi nhá. Nhắm mắt lại nào. Đẩy mũ lên nào. Đưa cái tin lên. Rồi đẩy mũ lên. Nhắm mắt lại. Đẩy cái tử tế cái mũ vào. Nhắm mắt chưa? Tèng tèng tèng. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Đấy, một cái hộp đồ đang còn che lại đấy. Hôm nay ba tặng con cái đồ chơi này để chơi bới cho các bạn xem đấy. Thì chưa? Con chào các bạn đi. Chào. Hello các bé nhá. Hello. Nay ngày nghỉ này là ba con lại có một đồ chơi mới. Xin được giới thiệu với các bé. Đó là máy gì để ta cùng xem hả? Đó, đây là cái bánh mà là cái đồ chơi mà hôm nay ba giới thiệu và con giới thiệu cho các bạn. Rồi lấy ra xem cái gì nào. Hình như là cái máy để chơi bật kem hay sao á. Wow, rất là hay nhá. Đổ hết ra cho nào. Ồ, đúng rồi, cái máy này là máy chơi bật kem đấy. Rồi người ta lắp thôi. Còn đi đâu hộp không? Đây có hai cái để cầm các bạn ơi. Này hai ba con có một trò chơi mới, đó là trò chơi máy bả kem một mặt, rất là hay, bạn cũng theo dõi nhá. Cái này là cái gì? À cái lông mặt. À cái này là để ta mà bị bật kem vào ta sẽ lau mặt. Đấy, cái tấm này là tấm này là để vừa cái mặt này. Wow, thấy nhìn nè. Wow, hay à. Để lên đi. Nắn chứ. À, các bạn ơi, đây là màu xanh là an toàn này. Còn sang cái đỏ này là nguy hiểm này, chạy sang là nguy hiểm nhá. Bây giờ ta thử làm không trước đi mà làm thế nào. Nào. Huyền ngồi sang ba cũng ngồi cùng với Huyền nào. Ồ, gió quá, này hơi gió. Ba bên đây mà. Đây đâu? Bên xanh nhỉ? Đây, hai ba này. Bạn thấy hai không? Nhấn thử nào. Cái đợt hạnh cháu vào mất rồi. Mình thật là đen đuối. Mai cho có kèo. Cho một chữ à. Rồi, hay lắm các bạn ơi. Hay quá. Rồi, vậy thì để có cái gì ở đây chúng ta phải có kem nhá. Bây giờ ta sẽ có kem này. Cắt cái này đi thôi. Có kem rất nhiều màu. Lạnh quá. Các bạn ơi, đây là cái bánh sinh nhật này. Các bạn thấy chưa? Đấy, người đồng sinh nhật tặng ba mà ăn chưa hết, còn sinh nhật bố yêu nè. Chúc mừng sinh nhật bố yêu. Đấy, mà ăn mất nửa rồi. Rồi sinh nhật các bạn xem rồi đó, bây giờ ta sẽ lấy ra bệt rồi nha. Rồi, bây giờ lấy kem bỏ lên đi. Lấy một phần kem thôi. Còn này ta lau sạch đi nè. Rồi, đặt đúng một nữa. Này chơi vui các bạn nha, mà ta có kem đấy. Các bạn ở đây đừng có cái bánh kem như này, ngon lắm nè. Ta sẽ chơi ba ván nhá. Ai là người thua nhiều nhất nhá. Rồi bây giờ bắt đầu để ra qua. Nào,
bắt đầu nhá. Bé Huyền gọi bên nào? Bên đây với con gái mà. Con gái à? Rồi bây giờ bắt đầu làm nhá. Rất sợ đây, không biết là mình bị cái nào vô mặt đây các bạn ơi. Kem này được chưa? Rồi bắt đầu. Mặt vào rồi, có kem không? Có một tí kem dính à, rồi để xuống. Ăn thua một lần nhá. Đang sang bên ba đấy nhỉ, hay con ăn gian á? Con nhấn mạnh. À, con nhấn mạnh nhỉ, bây giờ mình phải nhấn mạnh thôi. Bây giờ mình phải thêm kem vào. Ồ, ít thôi. Thêm kem vào. Bên đây. Thêm kem vào. No. Cho một tí nữa đỏ này vào. No. Cho bố yêu vào. Đấy. Có cái hoa này vào. Còn lấy cái chữ như con ăn. Được chưa? Rồi. Bây giờ ai bị đây? Các bạn nhìn này. Đó, bánh kem bây giờ có ra đó. Bây giờ hy vọng là bạn Huyền sẽ bị. No. No. Rồi. Cảm ơn. Đó, bắt đầu. Nếu mà lần đi nữa, ba con thấy bạn tụ tì xem ai bị bên nào đấy. Nha. Thấy chưa? Bắt đầu. À, thì... Ồ, đó là ba bị hai lần rồi. Lần đi và bị nữa là ta phải ăn tụ tì em chọn nha, không được chọn bên đâu nha. Đây có đủ thằng ba nữa nè. Con ăn gian. Nào bây giờ phải thò sẵn mặt ra đây này. Được chưa? Cho vật chưa? Em vào. Bắt đầu chưa? Yeah! Wow! Nhiều lắm. Hay không? Nhiều lắm à? Nhiều. Con lấy cho bạn coi. Lên mũi mà. Đây lấy cái gì nào. Cái này ăn gian. Bây giờ phải bán tù tì. Nào ai thua người bên mình nhá. Thắng người được chọn. Người thắng người được chọn. Ừ. Bây giờ mình ra bị bạn. 3 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 ối sao mọi người vẫn được rồi à? Ba bị hai lần rồi, đang đen quá. Qua này mình bị hai lần thua rồi. Ba sẽ đen tiếp. Hai lần thua rồi. Kéo thái bạt vào. Hai mất. Rồi bắt đầu. Đi về đi. Cái máy này mình mua mà nó cháu ủng hộ mình nó toàn cho mình bị đâu bạn ạ. Giờ chừa đi, tại con nhân quá mạnh mà. À, nhân mạnh nha. Bây giờ không, bây giờ làm lại. Như vậy ba thua con 3 ván rồi nha. Chơi 5 ván. Cái mặt mình không biết nó nhìn thế nào nhỉ. Quá. Tao lấy đằng ít quá. Người ta có mua cái bình người ta xịt mình. Ta sẽ lấy các cái kem này nha. Nhiều lên, còn một miếng, cứ ăn số. Nhiều lên, đây ta còn nhiều nè. Đây là cái vành này nhá. Bánh kem này ngon lắm các bạn ơi. Mà hôm nay bánh kem đúng là ba nói bảo là ước gì ba được ăn nên nó toàn cho ba vị thôi nhỉ. Rất ngon bạn, đây vui nhá. Ngon thế nào? Ba thua con một hai lần à? Ba thua con ba lần rồi. Rồi. Ba lần rồi. Cái thát mặt vào. Dạ. Rồi. Là hóa ra mình vẫn cứ bị. À, cái máy này hư quá. Cây máy này hư quá. Tại vì hôm qua nó ba vui sao? Quá rồi hôm nay anh trả thù. Wow. Bây giờ đổi bên. Chơi đâu? Ơi Thanh Huyền ăn gian quá. Đổi bên cơ vẫn đánh mạnh. Rồi, hay là bạn đánh mạnh rồi đánh nhẹ ta. Lần cuối cùng nhá. Bây giờ 5 là 3 thôn 4 lần này đúng không? Vâng. Cùng cho Huyền bị Huyền chừa đi này. Hơi quá. Từ 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 từ. Ăn gian. Rồi cái tấm mà vẫn còn chơi.
đi làm lại. Ba vẫn thua con 4 lần nha, cái Nhi không tính. Rồi, xin cho con đi, con đều quá. Nó ở giữa nó Nhi. Rồi, ngồi trước, còn mặt ra, cơ mặt ra. Các bạn làm chứng nha, bạn Huyền Man Gian là không được rồi. Bạn Huyền Man Gian là bắt Huyền thua nhá. Mình bị 5 lần 4 lần rồi. Thế nào? Trời ơi, cái máy này đơn nào hôm nay số mình đen thế. Thật là chán quá. Rồi, bạn nhìn mặt này. Mặt như con trồn. Hai ba con này. Rất chi là không chùi để tiếp bao cho các bạn. Nhưng mà là các bạn hôm nay là mình được, hình như mình thích ăn kem hay sao nữa. Các bạn ủng hộ mình đó các bạn ạ. À, rồi, Thanh Huyền đang thích ăn kem hả? Thì ăn kem đi. Có ngon không? Ngon, tuyệt vời. Ngon tuyệt vời à? Các bạn mời kem với hai ba con nha, ban đi chúc mừng này. Sinh nhật này. Nhật. Còn chữ yêu nào con ăn nè. Mấy cái chữ như con ăn thì không ăn thì mình ăn. Ba. Ngoài cái máy này không. Mùi nó tê tét luôn. Cái máy này nó hình như là nó mới chúc mừng cái người mua. Mình đi mua máy mà cuối cùng là cái bánh này nó tàn vã của mình 5 lần, anh nhìn chị bị lần nào. Ui, ba cũng đầy bánh kem rồi. Hết chưa? Chào cho các bạn. Anh nhìn lau sạch chưa? Rồi, rồi, rồi. Hôm nay bà con chơi đồ chơi gọi là trò chơi gì đây? Các bạn trò chơi này các bạn nè, trò chơi Perfect Showdown. Đấy, nhấn xuống. Và trò chơi này nó toàn ủng hộ mình ăn kem thôi. Bạn Huyền không được ăn kem, bạn Huyền béo rồi, Huyền đang giảm cân. Tại vì ba béo là ước gì mình được bụt vô mặt để được ăn kem người ta. Các bạn có điều kiện thì bảo ba mẹ mua một cái bánh sinh nhật này, nhỏ nhỏ thôi. Phải mua cái này. Và chúng ta có chút chơi bố con hoặc là mẹ với con chơi cho nó vui nhá. Người ta chỉ chơi vui thôi. Và các bạn mua cái một mình cũng được. Các bạn thấy dùng kem chứ không được dùng các cái bột khác vô mặt là nó nguy hiểm nhá. Cái kem này chúng ta ăn thì vô tư. Rồi, chào các bạn đi. Chào các bạn nhá. Thanh Huyền chào các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh Mẹ Huyền để xem tiếp video mới nhá. Bye bye. Bye bye.